Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là đầu tuần, thì cô chúc các bạn là có một tuần mới vui vẻ và thành công nhé. Thì ngoài ra là vẫn thương mại một tí xíu, là bạn nào cần tìm ạ tầm trung hay cần tìm những con ạc ép VIP thì các bạn liên hệ trực tiếp với cô qua Zalo và số điện thoại nha. Thì nói chung dạo gần đây thì game cũng hơi nhạt nhẽo một tí xíu, tuy nhiên thì anh em vẫn ủng hộ mình đều đều, thành ra là một cú cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ cú suốt thời gian qua, và kể cả những bạn chưa từng ủng hộ mình nhưng mà các bạn có xem qua kênh mình. Thì khi nào các bạn cần mua thẻ nạp hay là nạp móc, hay là cần mua những con ạc game, hay là các bạn cần bán ạc game, thì các bạn liên hệ trực tiếp với cú qua Zalo, hoặc là các bạn có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại của mình. Ngoài ra thì những kèo giao dịch trung gian thì các bạn cũng call video hoặc là gọi số điện thoại để xác nhận dùng cú nhé. Thì hôm nay là mình sẽ trở lại với con ạc level 56. Và hôm nay là thứ hai, thì để cú xem là có những cái sự kiện nào hot không nha các bạn. Ở đây thì sự kiện nhận lương thực, tức là các bạn đi phó bản các bạn nhận á, nhưng mà với cái lương thực lên đến 200 trong một tuần, thì mọi người nên quay cái vòng quay để có nhân ấy. Để cú xem hết rồi cú ra sẽ chỉ sơ sơ cho những bạn nào chưa rõ cách để kiếm lương thực được nhiều nha. Thì đối với ải lương thực ấy các bạn, ải lương thực ấy thì nó sẽ nhiều ở trong ải dũng sĩ anh hùng nha các bạn, dũng sĩ anh hùng. Và cái để cho các bạn nhân thêm hôm nay thì các bạn được nhân hai phần thưởng lật quà, và các bạn quay thêm trong ô trạng thái này đây, đây viễn chinh nhân 5, tức là khi các bạn nhận được hai lương thực thì thí dụ các bạn mở đúng ô hai lương thực thì nhân 5 lên sẽ là 10, và ngày hôm nay là có nhân hai nữa sẽ ra 20. Thì thứ hai nhân hai thì mọi người cố gắng đi full ba ải thì hên xui thôi. Ở đây thì bình ma còn 120 mấy cái nha. Và con ạc này hiện tại thì chắc là cú sẽ không di chuyển nữa đâu. Đầu tuần thì chúng ta chơi Super Cara luôn các bạn, cho nó máu. Đợi mình chụp màn hình cái nha mọi người. Thì con ạc này hiện tại nếu như mà lắp full đồ ấy thì nó sẽ dao động độ khoảng gần 400k rồi. Hôm trước là 396k mấy. Tuy nhiên thì vừa mới lên, cú vừa nạp móc ngày hôm qua cho anh chủ ạc 1 triệu nữa là đã lên được team khá lực chiến, chắc là khoảng 1k mấy lực chiến nữa, là độ khoảng từ 397 gì đó nha mọi người. Bây giờ thì cú sẽ tiếp tục đi giải siêu cấp con hạng này đầu tuần cho mọi người xem. Tại vì đối với level 5X như thế này ấy thì các bạn cũng biết rồi, đâu có cái gì nữa mà làm cho mọi người xem. Nếu như mà đi cái gì ta, đi sảnh thì nó sẽ rất là chán. Đầu tuần thì tất cả những cái giải siêu cấp hay là những cái sự kiện như là đua đi sảnh nè, rồi danh trại, nói chung là tất cả mọi thứ thì sẽ đều bị reset lại từ đầu để cho mọi người có thể đua lại nha. Còn riêng về giải siêu cấp này thì nói chung là để cho mọi người giao lưu đỡ chán hơn, để gặp nhiều đối thủ liên server thôi. Chứ thật sự thì một cái thắt lưng ở trong đây ấy thì cuối tuần là các bạn chỉ cần nạp 20k hoặc là 200k nếu như bạn nào có điều kiện ấy. Thì nạp 200k là chúng ta đã có một cái thắt lưng xịn sò rồi, không phải đi cực khổ nha mọi người. Thì đây là một pha 50% sát thương kèm với hạt nhân, 188k máu, kết thúc luôn bạn 58. Thì khá là may mắn khi mà bạn ấy được tên ảo nhưng mà bạn ấy không băng để có thể qua đào nha. Wow, gặp những bạn khá là yếu thôi nha mọi người, level 36. Mà công nhận con ạc này level 56 mà cũng khá là xịn sò nha mọi người. Mancara và cả bét rồng, chỉ số khi nãy mà cú quay cho các bạn xem á chính là tấn công 11k và phòng thủ là 13k ấy các bạn. Nhưng mà riêng về level 5X hay là 7X, khi mà các bạn sử dụng Super Cara kết hợp với bét rồng là một cái combo full được gọi là full tấn công và sát thương phòng thủ này kia rất là ok. Nhưng mà một cái thiệt hại cho các bạn rất là lớn, đó chính là khi mà các bạn gặp những bạn sử dụng bét phượng hoang và kèm với đó là super phay tiêu hay là wow búa này kia ấy, những cái vũ khí mà có chỉ số nhanh nhẹn khá là cao thì các bạn sẽ rất là dễ bị đào nha. Ồ, mình gà nha các bạn. Một pha không thành công nha. Thì bạn 58 này là bạn gặp ván đầu tiên ấy mọi người. Wow, tuy là bạn ấy cú đảm bảo với mọi người là bạn ấy khá là yếu hơn mình rất là nhiều,
Nhưng mà khi các bạn ném ấy, các bạn bắn mà nếu như mà may mắn được chạy bạo kích hạt nhân hay là bạo kích liên kích này kia các kiểu ấy, thì cái chỉ số sát thương nó rất là cao nha các bạn. Bao lại luôn. Khi nãy thì hơi bị dư lực một tí xíu. Đấy, một tia 14.000 máu. Rất là mạnh luôn. Thì khi mà cú sử dụng Super Kara ấy, kèm bét đồng như thế này nè. Mà nếu như mà cú bâu những bạn level 70 ấy mà may mắn chạy xuyên giáp hoặc là bạo kích thì vẫn kết thúc lực các bạn 70 lực chiến tầm 400k nha, thì vẫn bốc hơi bình thường. Còn nếu như mà phét cao hơn ấy thì theo như cú nghĩ á, thì mình chưa có được trải nghiệm, thành ra là mình cũng không dám chắc chắn cho mọi người là có kết thúc được hay không. Tuy nhiên thì nói chung rất là mạnh. Đây bây giờ chúng ta gặp bạn cậu Long hả ta, level 70. Bạn ấy sử dụng Bét Hô nha. Mang combo như thế này ấy thì mình không thể nào mà bắt người ta đam được nha các bạn. Tuy nhiên thì bạn này muốn chơi đam, thành ra là cú chắc là sẽ giữ uy tín. Tại vì nếu như mà các bạn họ đã sử dụng những cái vũ khí mà không có thiên về đam cho lắm ấy các bạn. 10. Hy vọng là ổng đừng có phản kèo qua đào mình nha. Thật sự thì mình bay qua mình chỉ muốn bâu thôi nha các bạn, chứ không có đào. Tại vì cú bắn góc thấp từ xa thì các bạn cũng biết rồi. Ô hạt nhân, một tia là 17.000 máu nha các bạn. Thì nếu như pha này bạn ấy chạy miễn kháng thì bạn ấy cũng sẽ không sống sót nổi. Rất là phê luôn nha. Đúng là phê hơn những hạt ép cấp rất là nhiều nha. Nhưng mà nói chung á, có nhiều bạn muốn nhờ cú tư vấn là nên chơi 7x hay là 5x hay là 2x, 3x ấy, thì cú cũng không biết nữa, tùy theo mỗi người thích thôi. Nhưng mà riêng về nếu cho cú lựa chọn ấy thì cú sẽ chơi khoảng tầm 5x. Tại vì 5x các bạn có thể đấm đá đồ được. Còn 7x ấy thì nó khá là chán. Riêng là mình nha, tại vì mình hồi đó giờ mình thích chơi ép cấp thì nó như vậy. Còn đối với những bạn khác như thế nào thì mình không biết. Ôi, mãi lo trò chuyện gà luôn rồi mọi người. Một pha ngu người của cú luôn, miss sạch. Thì đây là một pha lấy tên nha. Kèm với thần báo thì xem như là bạn ấy đã bị mất tên rồi đấy. Thần báo thì nói chung đối với cú ấy thì nó cũng là con dao hai lưỡi nha. Nó cũng có rất là tiện dụng khi mà các bạn có thêm được một tên nữa và cũng có thể băng hoặc là cũng có thể đam thêm được một lượt nữa, rất là quan trọng. Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta lấy tên mà gặp thần báo ấy thì nó khá là đen nha. Đây, bay qua sơi thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ đợi cho họ ném chúng ta có bao. Ồ, toàn rồi. Đố các bạn chứ một pha full đam và bao thì mình có thể kết thúc được bạn ấy hay không nha. Thần báo tốt nha. Oh my god, lơ mơ thua thì nhục lắm nha mọi người. Mọi người ơi, toan rồi. Chắc là một pha full đam nha các bạn. À, một pha bay. Hình như là pha này bạn ấy bay lên thì sẽ không có tên đâu các bạn. Theo như cú nghĩ như vậy, để xem như thế nào. Sao không bay xa hơn nhỉ? Chúng ta lại bị phong ấn nữa mọi người. Wow, một tia ném chai kèm với hạt nhân và rít là 29.000 máu nha. Tuy nhiên thì chúng ta bị dính phong ấn rồi các bạn. Đen rồi mọi người ơi, kỳ này là cú phải núp thôi. Chứ nếu như các bạn không núp thì rất là nguy hiểm cho một pha bâu nha. Nếu như mà bạn ấy tiếp tục chạy. Ôi trời trời, đau tim không các bạn. Một pha ném skill bét chạy xuyên giáp nhưng mà khá đáng tiếc cho bạn ấy là mít. Trời ơi, ngọc tốt nha. Thôi thua rồi, chấp nhận luôn. Nhục rồi các bạn ơi. Đúng là ngọc bạn này. Hầu như hồi nãy giờ các bạn thấy 18 tên thì bạn ấy bắn khoảng 5-6 tên gì đó thì đều chạy ngọc nha. Phong ấn, thần báo, liên kích, ghê gớm nha. Đúng là không thể khinh địch được mọi người. Hồi nãy giờ cú đang chơi với tâm thế là gặp bạn 5x là mình cứ việc xóa kiểu như là không phải băng, không phải này kia các kiểu ấy.
Tuy nhiên đó cũng là một bài học cho mình khinh địch nha. Đây bạn quê tao này thì cũng khá là mạnh, hình như là bạn ấy đến từ cụm 1. Full đam luôn thôi. Liên kích rất là phê nha mọi người. Cảnh này thì cú phải full dam luôn. Tuy nhiên thì hy vọng là sẽ kết thúc được bạn ấy ở pha full dam này luôn nhé mọi người. Chứ nếu không thì chúng ta bị đào sẽ rất là cao. Và hình như là hạng này thì không có chơi miễn kháng nha các bạn, không có lắp miễn kháng vào. Thì đây là một pha siêu cao của cú, rất là chuẩn xác. Rít nào, rít. Wow, rất là may mắn luôn. Các bạn có thấy không, sau cái pha rít là bạn ấy vẫn chưa chết nha các bạn. Nhưng mà rất là may mắn con rồng nó khè một ca máu thì để đủ kết thúc bạn ấy, chứ nếu không thì chúng ta mất bộ rồi. Thì đối với cú ấy, đối như những cái kênh khác không biết như thế nào, nhưng mà đối riêng về kênh cú thì cú chỉ làm những cái video đơn giản đi sẵn cho mọi người xem, chủ yếu là cái công việc mua bán và nạp lẻ cho mọi người ủng hộ thôi. Còn về phần kênh, phần video thì mình chỉ bắn cho các bạn xem thôi. Nếu như mà có những cái pha nào như người hay là này kia các kiểu ấy thì các bạn cũng bỏ qua nhé. Tại vì mình cũng không phải là một người bắn quá rồ, quá đẳng cấp hay là quá này kia nha các bạn. Thì mình cũng bắn được những gốc siêu cao bình thường thôi. Có thể là... thôi, chứ cũng không dám là gọi là đẳng cấp hay là này kia nữa. Tại vì thật sự có những cái pha mà các bạn cũng thấy rồi, rất là ngáo luôn. Thì đây là một pha full dam và bow nha các bạn. Ngon ngay, vừa đủ để kết thúc bạn 70 luôn. Thì bây giờ là cú sẽ đi thêm một ván nữa và cũng sẽ kết thúc video tại đây luôn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ video của cú. Và các bạn cũng đừng quên là nếu như có nạp móc hay là cần mua thẻ game, tất cả những loại game, hoặc là các bạn muốn mua hạt Johnny tầm 1, 2, 3, 4, 5 triệu gì đó, tùy theo mỗi người, tùy theo túi tiền mỗi người thôi, thì các bạn liên hệ với cú qua số điện thoại hoặc là Zalo giùm mình nhé. Ngoài ra thì những bạn mà có giao dịch nhờ mình giao dịch trung gian hoặc là này kia lần đầu ấy, nói chung là giao dịch lần đầu thì các bạn nên check cẩn thận. Khi mà các bạn được người mua hay là người bán gì đó mời vào nhóm sẵn thì các bạn nên gọi trực tiếp cho cú hoặc là call video để xác nhận giùm mình nhé. Tại vì hiện tại thì giả mạo rất là nhiều, cho nên là mọi người nên cẩn thận một chút thì để tránh các bạn bị lừa đảo thôi. Cũng khá là mạnh nha. Ôi trời ơi, bị phong ấn nữa các bạn. Đã đen rồi mà còn bị phong ấn hoài nha. Hôm nay chúng ta có vẻ hơi xui nha mọi người. Chúng ta bị ăn bạo kích phong ấn này kia. Wow, mạnh phết đó. À chung BR này là cú bán ra đây. À cú bố nuôi ấy mọi người. Thì ra là vậy. Hạt đó thì hình như cũng khoảng 380-390k gì đó nha các bạn. Thì bây giờ cũng đã xong rồi thì cú chào các bạn và hẹn mọi người ở video sau nhé. Thì video sau chắc là cú sẽ làm bờ xe hoặc có thể là tủ thuốc cho mọi người xem nha. Thì xin chào các bạn và hẹn mọi người ở video sau.